Cả trong buổi lễ ngày hôm nay, và tất nhiên còn nhiều điều giản dị nữa mà tất cả chúng ta sẽ được tiếp nhận trong buổi lễ ngày hôm nay. Và đó là điều giản dị mà chúng ta cùng đến với một người bố của chú rể. Xin được trân trọng bác Lê Văn Lộc bước lên sân khấu dành tặng cho hai con, cho tất cả vị khách với một ca khúc Tình Cha.